trưa ngày 20 tháng 9, nhân dịp thăm chính thức Cuba, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp đầy xúc động với lãnh tụ cách mạng Cuba, Đại tướng Raúl Castro Ruz. Đây là hoạt động cuối cùng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Cuba của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, theo lời mời của Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chuyển lời chào thân thiết và lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam gửi tới Đại tướng Raúl Castro Ruz. Đồng thời vui mừng thông báo với Đại tướng nội dung các cuộc hội đàm, gặp gỡ với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội Cuba trong khuôn khổ chuyến thăm, với nội dung sâu rộng và kết quả thực chất, đưa quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn nữa. Lãnh đạo các ban bộ ngành của hai nước cũng đã có nhiều cuộc gặp gỡ, trao đổi nhằm thống nhất các biện pháp cụ thể. Chủ tịch nước chân thành cảm ơn đất nước Cuba anh em đã kịp thời hỗ trợ Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, cử bác sĩ và tặng thuốc hỗ trợ điều trị, chia sẻ nguồn cung vaccine Abdala phòng COVID-19 do Cuba sản xuất với Việt Nam trong lúc Cuba vẫn còn khó khăn. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc Đại tướng Raúl Castro Ruz dồi dào sức khỏe và mong đón đồng chí Đại tướng trở lại thăm Việt Nam khi điều kiện cho phép.